Salad nui chiên giòn rất là ngon các bạn ơi, nhà có con nít nhớ làm này nha. Nhai rớp rớp luôn. Cái này ăn liền luôn các bạn ơi, ngon á, giòn giòn, thơm thơm. Bé không phơi đồ xong rồi nghe bé. Ờ giỏi. Bé làm gì vậy bé? À, bé làm nuôi nè, nuôi nhà bữa còn nè. Dạ. Bé làm món nuôi. Nuôi xào quá bé. Không, nuôi xào ngán lắm con. Bé làm món mới cho con. Món mới nữa hả? Đảo vậy. Nuôi chiên giòn, xì lách nuôi á nha con. Thì các bạn nào trong mùa dịch này ăn chơi này, món này món cho tụi con ăn chơi đó nha. Dạ. Vừa ăn vừa bấm điện thoại. Chống dịch. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món ăn chơi xì nách nuôi nha các bạn. Nách nuôi tại vì mình chiên giòn mà mình kêu gọi là như vậy đi cho các bạn dễ biết. Cái món này vừa nhanh vừa gọn mà vừa lẹ mà ăn ngon nữa các bạn. Ít có công thức nữa, gia vị ít lắm, không có gì, gọn lắm các bạn. Thì mà giờ mình mùa dịch mình cũng rảnh, không có ở không á các bạn. Thì nuôi nhà thì cũng có nhiều, như mình mua về nhà mình bán đó. Thì mùa dịch này mình biến chế mấy cái món ăn chay luôn. Thì giờ mình chia sẻ, thì nếu các bạn nào có thích đó, thì bắt tay nhau vô làm với cô bé để coi cái món này như thế nào. Giờ mình cô bé xin giới thiệu nguyên liệu. Cô bé có ở đây là gần nửa ký nuôi, nhưng mà 300 mấy nuôi á, cô bé hốt đại và cô bé nhắm chừng đó nha. Thì 300 mấy nuôi nè, đó nuôi là nuôi thường thôi nha các bạn. Nuôi mua về mình luộc mình để bán hủ tiếu chay rồi á. Thì ở đây thì cô bé có là 3 cái củ hành tím bằng cái lóng tay cái mình vậy nè, với 2 cái tép tỏi cô bé bằm nhuyễn nè, đó. Rồi trong cái công thức mà cô bé lát cô bé trộn nuôi á, thì ở đây là nó có là 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, rồi 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Đó là một hộp mình làm cái nước sốt đó các bạn. Rồi ở đây là tương cà, ở đây là tương ớt. Thì hộp mình xịt vô coi bao nhiêu muỗng thì mình lường mình nói cho các bạn biết cái nước sốt xào. Mình pha chút xíu nước vô trong cái đồ rồi hạt nêm mình. Bây giờ mình bắt tay nhau, giờ trước nhất là giờ mình đi chiên nuôi. Ok. Rồi. Hôm nay là mình làm ở hôm trước bằng phật. Thì mình làm nồi chay cũng không đến đổi gì đâu. Thì hành lên nó hơi thấp chút xíu, nó không có bếp đút, không có bàn gì nhiều. Như hồi mình quay mấy clip trước là mình quay ở dưới nhà mình với bếp. Tại vì nay nhà mình với cháu rồi, thì bạn bè chống dịch qua đây ở đông quá, thành ra xe cộ nhiều quá, không có thể nào mình xây qua xây lại làm được đó nha các bạn. Thành ra mình lên trên đây mình làm. Thành ra ngồi nó hơi thấp chút, ngồi dưới nền gặp. Mình bỏ miếng nuôi mình chiên từ từ nha các bạn. Đó, chưa nóng nhiều. Ngọc ơi, chết trời Ngọc ơi, chuẩn bị nhau. Mình chiên cái này là nuôi chiên này nha các bạn. Đó, nuôi chiên lên á. Miếng nuôi lên nè. Chiên cho nó nở lên hả bác? Ừ. Đó, mình dớt ra. Nó có văn. Có nước rồi nó mới văn. Bẻ đông đưa sang ta thấy là cái nó đập dễ giòn giụm luôn. Đó, chả chưa này ngon ghê. Đó, nó bì ra nè, thấy không? Đó là mình bỏ vô cái nuôi nó bì ra gì nó mới chín nha. Các bạn phải trộn qua trộn lại với nha, chứ không phải bỏ vô mà lấy ra liền trộn cho nó ngà ngà màu vậy đó. Nó ngà gì nó màu. Vì này nó mới chín. Mình bỏ đi. Thank you.
đó giờ con chưa có làm chim, chưa thấy nuôi nó phòng mình như thế này luôn á. Nhớ lưu ý là để dầu cho nó nóng kịp nóng á nha, rồi mình hả bỏ nuôi vô nha. Chứ mà dầu còn nguội là bỏ vô nó bị chai nuôi á. Dầu thiệt là sôi nóng, mình bỏ nuôi vô nó mới phì. Chiên cái gì chiên bánh phồng vậy đó. Nè các bạn, coi mình bẻ con nuôi ra nè các bạn. Thấy không? Giòn ha. Vậy là ngon lắm các bạn nè. Thấy không? Nuôi bẻ này, mình chiên nuôi rồi mình bẻ ra nó như vậy nè. Và trong thời gian chờ đợi thì mình làm cái nước sốt này, mình đem đi trộn nó cho nó cay cay mặn mặn ngọt ngọt nha các bạn. Bây giờ mình bỏ một tí xíu nước vô này nha các bạn, chừng khoảng 2 muỗng canh nước thôi, 2 muỗng canh nước nha. Rồi mình còn nhiều tương cà thì mình làm hết luôn đi, mình đổ xuống đấy thêm 3 muỗng. Còn nhiều mình làm hết luôn nha. Phải nãy cái chế nước vô trong cái chai, cái lắc lên ra hết. Thêm muỗng nữa là 4 muỗng. Muỗng đường cà, muỗng cà phê đường cát đi cho nó có cái vị ngọt ngọt kẹo cạn một chút. Rồi giờ mình xịt tương ớt vô nha các bạn. Nếu bạn nào ăn cay thì bỏ nhiều, mà nhà mình không có ăn cay nha. Rồi mình bỏ 2 muỗng canh thử coi nó có cay không nha. Ở nhà mình có con nít á. Tương ớt này tương ớt siêu cay đó đó. Mình bỏ vô 2 muỗng thôi. Rồi đem mình xào. Rồi mình bỏ hành tím với lại tỏi nè, mình phi lên. Tím với tỏi nó vàng rồi nè, nó ăn vừa vàng vàng cho nó thơm đi, rồi mình bỏ này vô. Rồi mình đổ này vô nè. Cái nước sốt mình thêm cho nó hơi kịp khoảng chừng 2-3 phút đó nha bạn, các bạn 2-3 phút á, cho nó hơi kẹo kẹo sạch sạch lại, mình bỏ nuôi vô mình xào. Màu đẹp ghê luôn á. Màu nó ghê. Wow, giận quá. Cái này làm một xe bán chút rửa chừng ăn liền luôn, nó chồng đúng luôn. Với đen nó liền ăn còn 2 câu luôn. Chết rồi. Món này đơn giản nha các bạn, mà ăn ngon nha. Rồi xong, tắt lửa. Đã xong. Vậy xong rồi đó. Hay quá ta. Đó, em cô bé nó đơn giản lắm, một cái đồ cạn. Quá đơn giản như đây hả? Không tiêu rồi. Vậy là xong. Đó, cô bé xong, cô bé rất là dễ. Giờ mình làm xong cái món nuôi rồi, giờ mình trưng bày cho các bạn thấy coi có đẹp không nha các bạn. Món này là món ăn chơi nha. Salad nuôi chiên giòn rất là ngon các bạn ơi. Nhà có con nít nhớ làm cái này nha. Ai tụi nó, mấy đứa con nít là nó ghiền luôn á. Ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Giờ mình hoàn tất cái món nuôi chiên giòn nha các bạn.
có ngày để ăn chơi kêu bằng ở gì giờ xì lách nha các bạn, xì lách nuôi, xì lách nuôi á, nhưng mà mình làm theo công thức của mình thì giờ mình làm xong rồi, giờ mình với cô cháu mình cho cháu mình nó thử món này, thành ra mình mời các bạn dùng với cô cháu mình coi món nuôi chiên giòn này nhé. Mình đang rất là hào hứng để thử món này luôn các bạn. Món này có vẻ ngon lắm luôn á, bóc luôn đó. Với ngò á, ngon quá à. Bỏ bà Ngọc bỏ luôn mọi thứ đi, tuyệt vời luôn á, ngon quá à. Cái kẹp bột ngòi vô ăn bác, ngon giòn ngon ngon. Ủa cái này ăn ghiền luôn các bạn ơi, ngon á, giòn giòn, thơm thơm, mặn mặn, cay cay. Vừa bấm điện thoại vừa ăn này nha bác. Hơi mặn không ta? Hơi mặn chút. Nói em là vừa em phát ăn chạy. Nói nhà cho bác mặn. Mặn trăm nãy cũng nó vừa vừa. Bữa hỏi mình nó làm hơi lạc. Chắc tùy. Cô bé là phải làm lạc. Chứ như nãy cô bé con cũng thích lạc lạc. Hồi nãy cô bé đừng bỏ thêm miếng bột nêm mới là vừa. Nó hơi mặn chứ thôi. Thì cô bé bỏ thêm chút xíu bột nêm nữa. Đừng bỏ bột nêm mới là vừa. Đúng không? Bây giờ mình mà làm xong cái món xà lách nuôi này rồi là các bạn, mình cũng có chia sẻ cho các bạn công thức như vậy đó. Thì nhà các bạn nào mà có con mà nhỏ rồi thích con gái rồi bấm mấy 20 tuổi trở lên á, thì những ngày trai với các bạn làm mấy món này nè cho con mình nó theo mình nó ăn chay luôn, rất là ngon luôn, vừa ăn chơi mình vừa ăn ăn thiệt cũng được đó các bạn. Này mình ngồi như mình còn buồn á, ngồi chơi ăn vậy đó, mấy đứa nhỏ nhà nó ăn vậy đó, khỏi mà không tốn tiền bánh giặt ngoài, mà làm rất là lẹ, đơn giản mà làm lẹ, nó không có tốn công mà không có tốn gia vị gì nhiều hết. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái món này đó, thì các bạn coi theo công thức này các bạn làm thử đi, nếu mà ngon á thì các bạn nhớ chia like cho mình, subscribe cho hai cô cháu mình để mình biết có món này nó có ngon không. Để các bạn có yêu cầu gì thì các bạn cứ để sau video thì mình có làm được thì mình đáp ứng yêu cầu cho các bạn những món chay mới mẻ ăn ngon. Phải quá. Và mình chúc các bạn thành công trong món nuôi chiên giòn này. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những cái video tới nha. Hôm nay cái gớp gọt gọt luôn đó các bạn, ngon quá. Nó thử ngồi các bạn ngon. Nhai rớp rớp luôn. Nóng. Lúc này bé làm món lọc lạ không ha? Món thêm của bé khùng lắm nha các bạn. Bé khùng lắm á, bé nghĩ món ăn của bé làm món đó. Hey, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình là Ú Ù đây. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị sau này của mình nữa. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ là mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.